cho các bạn tin nhanh 24/7. Hà Hồ tỏ vẻ lạnh lùng khi xem Maya biểu diễn. Tối qua ngày 3 tháng 1, chương trình The Remix 2016 đã chính thức được diễn ra. Trong dàn thí sinh năm nay, ca sĩ Maya được đánh giá là nhân tố bí ẩn và được chú ý khi xuất hiện những lời tin đồn mối quan hệ không hay với Hà Hồ. Trước khi đêm thi diễn ra, Maya đã lên tiếng thanh minh cho mối quan hệ này. Cô khẳng định giữa mình và Hà Hồ vẫn bình thường, không xảy ra hiềm khích vì tin đồn vô căn cứ, cho rằng đây là tình địch của Hà Hồ, cũng là mối quan hệ có tình cảm với đại gia Bung Kim Cương. Trước đó, Maya cũng tỏ ý học hỏi kinh nghiệm từ đàn chị, nhận được những lời khen xét hay Hà Hồ trong đêm mở màn The Remix. Bà mẹ một con Maya có màn trình diễn ấn tượng với bản mix up ca khúc Xin Đừng Quay Bước. Không chỉ có phần âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo, Maya còn các thành viên trong đội tái hiện lại những hình ảnh quen thuộc trong bộ phim Scandal. Tuy vậy, thái độ của nữ giám khảo Hà Hồ xem phần trình diễn của Maya trong live show 1 đã khiến nhiều khán giả hoài nghi về mối quan hệ của cả hai. Trong khi luôn nở nụ cười, các đối tác biểu diễn thậm chí nhún nhảy theo. Nhưng khi đến đội Maya bước ra sân, Hà Hồ bất ngờ chuyển sang thái độ lạnh lùng từ đầu đến cuối. Thậm chí cô còn tụt lại phía sau so với gương mặt không cảm xúc trong suốt màn trình diễn của đội Maya. Bên cạnh đó, những biểu hiện ơ thờ theo dõi Maya diễn, Hà Hồ cũng từ chối đưa ra nhận xét về phần trình diễn của Maya. Cô chủ động đưa mic chỉ tay vào nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Võ Thiện Thanh và Lô Viên Hương nhận xét. Sau khi đêm diễn thi đấu rồi mic kết thúc, cảm xúc Hà Hồ dành cho Maya trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Việc Hà Hồ tỏ thái độ với Maya càng làm rộ lên tin đồn về mối quan hệ bất hòa giữa cả hai. Trước đó, nữ ca sĩ Maya từng vướng vào mối quan hệ tình cảm với đại gia Kim Cương. Thời gian cô sang Mỹ sinh con, trong nước xuất hiện thông tin cha của con gái Maya chính là vị đại gia này. Cũng trong thời gian đó, những bức ảnh Hà Hồ thân mật bên đại gia Kim Cương cũng một số trang thông tin đăng tải. Trong lần chia sẻ với báo Người Lao Động, Maya lên tiếng phủ nhận tin đồn và cho rằng ba của con gái không có liên quan gì đến Hà Hồ. Và cô trở về nước lần này là muốn phát triển sự nghiệp trong nước. Những ngày qua, Hà Hồ vốn dĩ không mấy yên ổn khi phải chịu đứng cạnh khóe tình tứ của vợ đại gia Kim Cương và những lời phán xét của dư luận. Việc biểu hiện thái độ về phần trình diễn của Maya càng làm rộ thông tin về mối quan hệ không tốt giữa hai ca sĩ này. Khi cả hai đang dính vào nghi án tình cảm với đại gia Kim Cương. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Hẹn gặp lại quý vị ở clip kế tiếp. Nhớ like, share, nhấn subscribe.